Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 3, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các chương trình dự án chính sách dân tộc đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi, tình hình kinh tế xã hội, đời sống, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 14,74% năm 2018 xuống còn 11,36% năm 2019. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác tuyên truyền được quan tâm kịp thời. Nắm chắc địa bàn sau sắp xếp các đơn vị hành chính theo nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có hướng dẫn cụ thể về các chính sách đặc thù sau sáp nhập đối với đơn vị hành chính mới. Tiến độ thực hiện các chương trình dự án chính sách dân tộc được triển khai kịp thời và đúng mục tiêu. Công tác dân tộc được triển khai và thực hiện đồng bộ, không những nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh không xảy ra các điểm nóng đột xuất bất ngờ. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân tộc vẫn còn gặp một số tồn tại hạn chế. Công tác phối hợp giữa các sở ban ngành trong triển khai các chương trình dự án, chính sách dân tộc đôi lúc còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư trung ương phân bổ cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn còn thấp so với nhu cầu thực tế. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông còn nhiều khó khăn. Tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề, như tỉnh Hòa Bình là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trên 74%. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm giữ nguyên phòng dân tộc các huyện thành phố để đảm bảo công tác tham mưu, thực hiện công tác dân tộc tại địa phương. Quan tâm tạo điều kiện hệ thống làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện có trong cơ cấu cấp ủy các cấp, có cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cấp bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đề án hỗ trợ 36 thôn bản khó khăn và dự án phát triển kinh tế xã hội hai xã Hang Kìa và Cò. Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. 2020 thì các đồng chí cũng đã nêu ra những cái nhiệm vụ trọng tâm của ngành đối với công tác dân tộc. Thì cái đó chúng tôi cũng đồng tình thôi. Đặc biệt là những chính sách lớn của Quốc hội đúng không? Và chúng ta đang chuẩn bị để thực hiện điều tra khảo sát rồi lập các dự án và cuối cùng phải đưa vào đầu tư công. Thì ở đây thì chúng ta vừa nhiệm vụ vừa làm công tác tuyên truyền vận động, vừa là công tác hỗ trợ về cơ sở vật chất, các cái hỗ trợ chính sách của nhà nước bằng các cái chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến cái vốn đầu tư ấy giao cho sở quay đầu tư chủ trì. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục rà soát, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được sao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh gắn với các sự kiện chính trị của cả nước, của tỉnh, tăng cường công tác nắm chắc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh để kịp thời tham mưu giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với những kiến nghị đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan nghiên cứu xem xét giải quyết trong thời gian tới.